Tôi tên là Minh, năm nay 61 tuổi, đã về hưu rồi. Nhưng mà chắc mọi người nhìn tôi thấy quen lắm đúng không? Tại vì tôi chuyên gia đi game show truyền hình đó. Ở nhà với các cháu đọc báo, rồi thấy nhìn game show TV rồi đăng ký mình thi. Bữa hổm có xem cái chương trình TV đáng tiền đáng mua, nên mình lập tức đăng ký ngay. Hy vọng lần kỳ này đăng ký chương trình này mình sẽ mua được cái sản phẩm ưng ý. Quý vị hãy chờ đón xem tôi mua được cái gì nhé. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với thử thách đáng tiền đáng mua. Và hôm nay chúng ta đã có người chơi tiếp theo rồi đây. Xin chào chú. Thì hôm nay con sẽ đọc lại luật chơi cho chú một lần nữa để chú nắm rõ hơn nha. Ở đây thì tụi con sẽ chuẩn bị cho chú hai hộp thăm. Một hộp thăm là về đồ vật, một thăm là về giá tiền. Và nhiệm vụ của chú ngày hôm nay sẽ là trong vòng 60 phút chú sẽ phải mua được món đồ ứng với lại giá tiền. Bên cạnh đó thì tụi con cũng sẽ chuẩn bị cho chú một chuyên gia để tư vấn cho chú lựa chọn được cái sản phẩm tốt nhất. Và chú đã sẵn sàng để chuẩn bị vô phần bốc thăm chưa ha? Chú đang sẵn sàng. Để rung ha. Dạ. TV dạ. Xem YouTube 40 inch. Mình bốc tiếp phần giá dạ. Nha. Dạ. 500 ngàn. 3 triệu đồng. TV thì nghe thấy mà tiền TV mà xem YouTube được rồi, chú thấy thì thích rồi đó. Tại vì nó cũng kết nối được cái dạ. Cái mạng. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu thử thách nha mọi người. Rồi. Chú rất rành về công nghệ luôn á. Tại vì chiếc chú cũng làm thủ kho á con. TV Samsung 3243 inch. Hay là chú bấm gọi thử đi. Alo. Phải chị bán tivi không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Dạ em đang ghé hàng chị ba. Khi nào anh chuẩn bị đi anh gọi cho em chú nha. Tại vì chưa về nhà. Dạ. Cảm ơn chị dạ. Giờ theo như nãy cô trả lời là cô chưa có ở nhà. Đúng rồi. Để chú tìm cái khác còn sao. Con thấy cái đó cũng hợp lý á. 32 inch. Tivi 32 inch LED Sanco. Alo. Alo. Dạ thấy anh đăng bài bán tivi à? Dạ đúng rồi. Dạ tivi đó còn không ạ? Cho xin địa chỉ để mà tôi đến tôi coi ạ. Giờ tối đi nha. Dạ vâng ạ. À. Rồi cảm. Dạ vâng cảm ơn anh. Bây giờ làm sao ta? Chú có nhớ là chú có một cái chuyên gia để tư vấn hỗ trợ chú á, chú có cần sự trợ giúp của anh đó chưa? Chắc cũng phải cần ấy. Vậy thì bây giờ con sẽ mời anh chuyên gia của mình ra để tư vấn cho chú nha. Ok. Chào Linh. Con chào chú. Dạ chú chào con. Với TV thì chúng ta sẽ có một số cái lưu ý khi mà chúng ta mua những cái đồ đã qua sử dụng. Trước tiên thì như chú đã biết ấy, thì tất nhiên là đồ đã qua sử dụng thì bao giờ mình cũng để ý đến cái hình thức bên ngoài của nó trước, là xem nó có bị xước sát hay là móp méo có nhiều hay không. Tiếp đến với TV thì tất nhiên là bao giờ mình cũng phải để ý đến cái hình ảnh của nó rồi. TV của mình nó có sẵn mạng internet chẳng hạn, thì mình bật lên một chút clip YouTube thì mình xem qua chất lượng hình ảnh, ánh sáng, màu sắc, độ tương phản, độ nét một chút. Tiếp đến thì chắc chắn là sẽ là âm thanh. Mình sẽ bật âm lượng lên khoảng tầm 50, cũng như là bật âm lượng tối đa để xem là cái loa nó không có bị dè nhiều hay không. Nếu nó bị dè nhiều quá thì cái loa nó sẽ không đảm bảo. Tiếp đến là một cái quan trọng nhất của TV đó là điều khiển cái remote. Đó. Mình cũng phải kiểm tra xem là cái remote nó còn hoạt động tốt hay không. Bấm một số cái nút mà mình hay sử dụng nhất. Và cái cuối cùng mình sẽ kiểm tra một chút cái cổng kết nối của nó còn ổn hay không, nó có bị dỉ sét nhiều hay không. Anh ơi, thì em nói là smart TV có thể kiểm tra được là thời gian sử dụng của nó là bao lâu á, thì không biết là tất cả các dòng smart TV đều như vậy được hay là chỉ có một số dòng thôi. Smart TV thì đúng là có một số hãng họ tích hợp cái tính năng là mình có thể kiểm tra xem là cái thời gian sử dụng cái TV này nó được bao lâu. Thì chúng ta có thể vào trong cái menu cài đặt, chúng ta vào cái phần service, chúng ta check xem thường là nó, nếu mà là tiếng Việt thì dễ rồi, chúng ta có cái phần thời lượng sử dụng, chúng ta check xem là nó được sử dụng bao nhiêu. Hoặc là tiếng Anh thì khả năng nó sẽ là cái usage time, nó là bao nhiêu thì chúng ta check được sơ qua. Tuy nhiên thì nó cũng chỉ là cái tương đối thôi, tại vì nhiều lúc thì nếu mà mình mua từ cửa hàng đồ cũ chẳng hạn thì người ta cũng có thể chạy lại phần mềm để cho reset lại cái thời gian đấy hoặc tinh chỉnh lại cái thời gian đấy. Tại vì tất cả những thứ mà nó liên quan đến phần mềm thì người ta đều có thể tinh chỉnh được. Thì còn thấy một cái tip cũng khá hấp dẫn, một tin giao cũng khá hấp dẫn, đây là mù công nghệ và smart TV. Và ở ngay phường 8 thôi, không biết xài nên bán rẻ. Kiểm tra thoải mái luôn, con nghĩ là chú nên gọi luôn. Dạ, yeah, anh đang ở nhà đúng không ạ? Giờ tôi có thể qua xem được không ạ? Dạ, sẽ qua xem. Chút nữa tôi sẽ qua bên anh coi TV ha, thì cảm ơn nhiều. Bây giờ mình xuất phát luôn đi ha chú. Vâng. Chứ còn vâng. Là con mời chú. Rồi. Mời chú. Khi mà mình mua cái đồ đã qua sử dụng thì bao giờ mình cũng ngó qua về cái hình thức của nó trước, xem nó có ổn không.
Đấy, thì mình lau nhẹ, lau nhẹ. Mình lau đi thì nó lau theo chiều dọc như thế này thì không vấn đề gì hết. Con ở nhà con vẫn lau TV bình thường. Mình lau là nó sạch rồi. May quá. Giờ đến mặt sau. Giờ đến mặt sau mình quay cái mặt sau ra tí. Okay. Kiểm tra sơ qua mà cái mặt đằng sau là ổn rồi, không bị xích sát mót méo gì. Nếu mà con ốc này nó bị xích mẻ, nó bị xích sát tét đầu ấy thì có lẽ là nó đã bị mở rồi. Ví dụ chú kết nối cái bàn phím không dây và để gõ cho nó nhanh thì được không? Khả năng là được nếu mà nó có Bluetooth. Tí nữa mình check xem là nó có Bluetooth không. Free cái gì? Ok, em có nghe được loa không? Rồi, nghe được hay không? Kiểm tra luôn chất lượng của loa. Cái này thì cũng chưa biết là lỗi gì. Tại vì hiển thì hình ảnh tĩnh ở đây thì hoàn toàn bình thường, nhưng mình nhìn năng ở đây thì nó cũng khá là bình thường, là ổn, không có vấn đề gì. Tuy nhiên là khi mà mình xem video phát là nó lại bị cái lỗi kia. Cái này có khi bị lỗi YouTube rồi. Cái này con nghĩ là khả năng là do YouTube nhiều hơn. Mình có thể check thêm một cái app khác xem như nào. Cái này khả năng là do TV mất rồi. Đang bị lỗi như thế này thì khả năng là mình cũng phải cân nhắc. Vậy nè, thử thách ngày hôm nay đã không hoàn thành được rồi mọi người. Tại vì phút chót rồi nhưng mà mình vẫn không tìm cách để sửa được cái lỗi này. Cho nên là xin chia buồn với chị. Dạ rồi. Mặc dù là tôi không có may mắn mua được sản phẩm ấy, nhưng qua cái chương trình này tôi cũng học được cho mình một số kinh nghiệm từ chuyên gia chỉ tôi là sau này tôi sẽ mua những sản phẩm mà đã xài rồi, sử dụng rồi thì sẽ có những cái nó mình hiểu hơn, mình sẽ không bị lầm, mình sẽ tìm hiểu, mình sẽ biết được những cái nào nên mua và cái nào không mua. Thì thật ra là rất là bổ ích cái chương trình này. Thứ nhất là kiến thức, thứ hai là sự kinh nghiệm khi đi mua đồ cũ. Rất thực sự là rất cảm ơn chương trình. Rất mong là trong những chương trình lần sau chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn và lựa chọn được nhiều mẫu TV nó thích hợp hơn.